rồi sao em không nói, sao em cúi mặt em dần hơn anh cha. Anh hiểu rồi đời, khuya nay em về chẳng gây soi bao, nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tả từ. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tầm tư héo mòn. Nếu em đã chọn được anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nàng lòng chính nhân. Nếu em biết rằng có những người đi đâu tranh chưa về, mang lời thề lên miền sơn khê, từng đêm đê đầu nút gió sâu. Nếu em đã gặp mẹ già thương con khấn nguyện đêm rằng, vợ yêu chồng đàn áo lành dấu lệ mong nghe.